được người ta mất. Thái nhỏ vỏ chanh trộn với thứ này, mẹ em đã trị tận gốc bệnh xương khớp. Vừa đơn giản, lại có thể làm tại nhà luôn nhé. Bị viêm khớp bao lâu, mẹ em mới tìm ra giải pháp trị sạch tận gốc bệnh chỉ bằng vỏ chanh. Đơn giản, hiệu quả và dễ làm. Chanh là một trong những loại trái cây thuộc họ cam chanh, rất giàu vitamin C, nên rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đến giờ, em mới biết công dụng này của vỏ chanh đó các mẹ ơi. Trước giờ em đang dùng chanh làm nước uống, làm đẹp từ nước cốt chanh hay dùng trong chế biến món ăn, đồ uống. Riêng về vỏ chanh thì thỉnh thoảng em có làm mứt hay làm tinh dầu đột cho thơm thôi. Nhưng mà gần đây em mới phát hiện ra một công dụng mới từ vỏ chanh nè các mẹ. Chuyện là mẹ em vốn mắc bệnh đau nhức xương khớp đã lâu và hầu như phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, uống thuốc nhiều sẽ kèm theo các tác dụng phụ mà bất cứ người bệnh nào cũng không mong muốn, đặc biệt là tình trạng giữa nước và đau nhức về đêm. Vì vậy, mẹ em thường dùng dầu, nước xanh xoa bóp mỗi tối thì mới mong ngủ yên được. Thế nhưng, theo bác sĩ, một đặc thù của bệnh khớp là không được dùng dầu nước xanh vì sẽ làm cho tình trạng xương khớp của người bệnh ngày một tệ hơn. Nhưng bệnh mẹ em đã quá nặng, chỉ uống thuốc thì không thể nào ngủ yên được. Thế vậy, bác sĩ điều trị đã hướng dẫn cho mẹ em một cách cắt đứt những cơn đau nhức xương khớp hiệu quả mà không cần đến dầu nước xanh hay bất cứ loại thuốc dùng ngoài da nào thêm cả. Và đó chính là vỏ chanh đó các mẹ. Cách thực hiện rất đơn giản. Mỗi tối, em chỉ cần dùng vỏ chanh để xoa những vùng đang bị đau trên cơ thể của mẹ em chừng 5 phút và có thể loại bỏ cơn đau một cách nhanh chóng. Nếu không có vỏ chanh tươi hàng ngày thì các mẹ có thể chuẩn bị hỗn hợp dầu ô liu chanh sau này. Lấy 100g vỏ chanh tươi và 300ml dầu ô liu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Vỏ chanh tươi thái nhỏ và cho vào bình thủy tinh. Tiếp đến là đổ dầu ô liu vào, sao cho lượng dầu phủ kín hết vỏ chanh. Cuối cùng là để bình ở nơi thoáng mát, dùng ánh nắng mặt trời sau 2 tuần là có thể dùng được. Mỗi tối em sẽ lấy một ít dầu ô liu chanh xoa vào chỗ đau, cảm giác đau nhức sẽ giảm nhanh sau ít phút. Mỗi một lọ như vậy sẽ dùng được khoảng trong vòng 6 tháng. Nếu dùng hết thì bỏ đi, làm lọ khác nhé mọi người. Theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng mang lại lợi ích không kém. Nó đóng vai trò là một chất khử trùng và khoáng khuẩn mạnh, sẽ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Đồng thời, nó cũng giúp cho các mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau khớp. Hãy bỏ túi hai cách chữa đau khớp đơn giản nhanh chóng với vỏ chanh sau đây. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ chanh chính là thứ tốt nhất của quả chanh vì nó có chứa đến 22 chất khác nhau như limonene, vitamin C, citrate pectin, có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa. Nhờ bài thuốc vô cùng đơn giản từ vỏ chanh này mà tình trạng đau nhức xương khớp của mẹ em đã được cải thiện đáng kể đó các chị ạ. Mỗi tối cứ lấy ra xoa lên chỗ đau nhức là có thể ăn ngủ ngon giấc rồi. Không những vậy, vào buổi sáng em còn pha thêm cho mẹ một ly nước chanh để nạp năng lượng cho cả ngày dài, đồng thời giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch cho mẹ luôn. Nhờ kiên trì kết hợp sử dụng dầu ô liu chanh với liệu trình trị bệnh mà bác sĩ đã đề ra, nên gần đây bệnh của em đã khỏe hơn rất nhiều, em mừng lắm. Em thấy bài thuốc này hay và đơn giản nên lên chia sẻ với mấy chị nè. Chị nào có tình trạng bệnh tương tự thì áp dụng ngay đi nhé, hiệu quả lắm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ,
vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng có thể giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thận dê nâng cao phong độ quý ông. Trong y học cổ truyền, thận dê được gọi là dương thận, bao gồm hai phần: dương nội thận hay còn gọi là dương yêu tử, tức là quả thận thực sự, và dương ngoại thận hay còn gọi là dương thạch tử, tức là tinh hoàn. Dương thận vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, thường được dùng để chữa các chứng thận lao hư tổn, lưng đau gối mỏi, tai ù, tai điếc, liệt dương, dì hoặc tinh, yếu sinh lý, đi tiểu đêm nhiều lần. Một trong những chức năng quan trọng của tạng thận là chủ về sinh dục. Dê lại là một trong những loài động vật có khả năng hoạt động sinh dục mạnh mẽ và bền bỉ. Bởi vậy, quả thận và tinh hoàn của dê đã được người xưa sử dụng làm thức ăn và làm thuốc để chữa trị các chứng bệnh thuộc hệ sinh dục từ rất sớm. Đây là một trong những ví dụ điển hình của việc áp dụng học thuyết dĩ tạng bổ tạng, dĩ tạng liệu tạng, lấy tạng để bồi bổ và chữa bệnh của tạng. Dưới đây xin được giới thiệu một số công thức điển hình để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng. Bài 1. Thận dê một quả.
thịt dê 60g, lá kỷ tử 250g, có thể thay bằng kỷ tử 100g, gạo tẻ 60-90g, hành củ và gia vị vừa đủ. Dương thần rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái thịt. Thịt dê rửa sạch, thái quần cờ, sắc kỹ tử, rồi bỏ bã lấy nước, cho thận và thịt dê vào nêm nhừ với gạo thành cháo. Nêm gia vị vừa đủ, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng: bổ thận âm, ích thận khí, tráng nguyên dương. Dùng để trị các chứng lưng đau gối mỏi, tai ù, di niệu do thận hư, nam giới liệt dương, suy giảm khả năng tình dục. Bài 2. Thận dê 1 quả, nhục thung dung 30g, thận dê rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Nhục thung dung tẩm rượu một đêm rồi thái lát, đem hầm cùng, khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, nhuận tràng thông tiện, dùng làm đồ ăn cho những người bị liệt dương, yếu sinh lý. Táo bón do mẹ mong họ suy. Bài 3. Thận dê 1 đôi, nước hầm xương lợn 1 bát, tủy lợn 1 đoạn, gia vị vừa đủ. Thận dê rửa sạch thái miếng, đun nước hầm xương lợn cùng với gia vị và tủy lợn trong vòng 15 phút. Sau đó cho dưa ngoại thận vào, đun thêm chừng 3 phút là được. Múc ra bát, ăn nóng. Công dụng: ích tinh, trợ dương, bổ thận. Được dùng để chữa các chứng mụn con, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng mỏi gối, suy giảm ham muốn tình dục, suy nhược cơ thể. Bài 4. Thận dê 1 đôi, nhục thung dung 25g, thảo quả 5g, tràng bì 5g, mỡ dê 100g, gia vị vừa đủ. Thận dê làm sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Mỡ dê thái miếng, sắc kỹ các vị thuốc rồi bỏ bã lấy nước, đem hầm với thận và mỡ dê, khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, ôn trung kiện tỳ, nhuận tràng thông tiện. Được dùng để chữa các chứng liệt dương, di hoạt tinh, đau lưng mỏi gối, tay chân lạnh, táo bón do thận dương hư. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bèo tây, công dụng quý không ngờ, đừng ai bỏ phí. Bèo tây dù chỉ là loại cây dùng làm thức ăn cho động vật nuôi, nhưng lại có công dụng quý hiếm như một kháng sinh chống viêm và giảm đau cực kỳ hiệu quả. 1. Mô tả. Bèo tây còn gọi là bèo Nhật Bản, lộc bình, thuộc họ bèo tây. Loại bèo này được cho rằng có nguồn gốc từ Nhật Bản, nên được gọi là bèo tây, bèo Nhật Bản, còn gọi là lộc bình do cuốn lá phình lên giống lọ lộc bình. Bèo tây là cây thảo, sống nổi ở nước hay những nơi ẩm ướt. Lá mọc thành hình hoa thị, có cuốn phồng lên thành phao nổi, trông giống như chiếc lọ lọc bình. Gan lá hình cung, hoa mọc thành chùm ở ngọn, hoa không đều, màu xanh tím. Cành hoa trên có một đốm vàng 6 nhị, 3 dài 3 ngắn, bao thượng 3 ô, đựng nhiều noãn, quả nang. 2. Chuyện về cây bèo tây trong thời kỳ kháng chiến. Bác sĩ Trang Xuân Chi đã kể lại trên tạp chí Cây Thuốc Quý câu chuyện về cây bèo tây trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Khi bác sĩ công tác ở tiểu đoàn quân y F325 đánh Mỹ ở miền Tây Khe Sanh, Bắc Quảng Trị, đã học được kinh nghiệm xử lý những vết thương nhẹ của thương binh bằng cách dùng bèo tây giã nát, trộn với muối để đắp vào vết thương, sẽ hết viêm ngay. Nhờ có bèo tây, những chỗ mừng mủ thì thu nhỏ lại, chỗ nào xương to, có mủ thì vỡ mủ ra. Nhờ có kinh nghiệm này mà các đơn vị bộ đội đã tiết kiệm được một số thuốc kháng sinh Tây y để dành cho điều trị thương bệnh binh nặng hơn. Theo chia sẻ của bác sĩ Chi, liều lượng bèo tây tùy thuộc vào nơi viêm xương trên da của bệnh nhân, nhưng phải rửa thật sạch bằng nước muối sinh lý. Khi giã nhỏ cũng phải cho một ít muối sạch trộn vào.
Giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam cũng xác nhận, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, nhân dân dùng cây bèo Nhật Bản đắp lên những nơi sưng tấy, viêm loét do các chất độc hóa học gây ra có nhiều kết quả tốt. 3. Công dụng quý của bèo Tây. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, cây bèo Tây dù được trồng phổ biến ở nước ta, nhưng chủ yếu dùng làm thức ăn cho vật nuôi, không phải để làm thuốc. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế, người ta cũng phát hiện ra rằng loại cây này dùng để đắp bề ngoài khi bị đau, mụn nhọt, vết thương thì cũng cho kết quả rất tốt. Cách dùng là hái một nắm bèo Tây rửa sạch, giã nát, thêm một ít muối trắng rồi đắp lên nơi sưng tấy. Khi khô lại, thay miếng đắp khác, ngày thay 2-3 lần. Với cách chữa này, theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, vết tấy sẽ rút rất nhanh. Nếu chưa mưng mủ thì sẽ tan, nếu đã mưng mủ rồi thì thời gian mưng mủ sẽ rút ngắn, chống vỡ hay chống trích được hơn. Theo quan điểm của các nhà khoa học, hiện nay nhân dân ta ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa còn rất nghèo, chưa mua nổi bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc sử dụng các cây con thuốc nam như cây bèo Tây rất có lợi, vừa ít tác dụng phụ lại không tốn tiền, dễ kiếm. Chính vì vậy, những bài thuốc như thế này nên được nghiên cứu cẩn thận và phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhai vỏ chanh trong 3 phút, cao răng, mảng bám, ố vàng, cứng như đá cũng tự bong ra chỉ sau 2 lần áp dụng. Khỏi cần đến nha sĩ, cao răng và mảng bám ố vàng sẽ tự động bong ra, trắng sáng không tì vết. 100 người thì 99 người ưng ý. Chanh tươi được nhiều người biết đến với công dụng làm trắng da, ngăn ngừa mụn và xóa mờ vết thâm nhanh chóng. Đặc biệt, với tinh chất dầu thơm lại chứa nhiều vitamin, thì vỏ chanh chính là loại thần dược đặc trị hôi miệng và đánh bật cao răng mảng bám ố vàng hiệu quả. Tham khảo bài viết dưới đây để có công thức làm đẹp hữu hiệu cho chính mình ngay tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả chanh tươi, 2 thìa muối miệng, 1 bàn chải đánh răng mềm, bát và thìa. Cách làm: chanh tươi đem rửa sạch nhiều lần rồi tiến hành ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng chừng 10 phút. Dùng dao gọt hết toàn bộ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi cho vào một chiếc bát nhỏ. Trộn đều 2 thìa muối miệng, 1 thìa nước cốt chanh trong khoảng 1 phút, ta sẽ thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách dùng: bước 1. Để loại bỏ cao răng, mảng bám ố vàng nhanh chóng, thì trước hết bạn dùng nước ấm súc miệng nhiều lần, rồi dùng bàn chải nhúng đều vào hỗn hợp muối và nước cốt chanh. Bước 2. Tiếp đó, bạn dùng hỗn hợp trên chải đều từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để. Bước 3. Thực hiện thao tác này lặp đi lặp lại trong khoảng 1 đến 2 phút, rồi dùng nước sạch súc miệng như bình thường. Bước 4. Hoàn thành xong, bạn dùng vỏ chanh bào nhuyễn vừa chuẩn bị cho vào miệng rồi nhai thật kỹ trong khoảng 3 phút. Với phương pháp này, bạn nên áp dụng thường xuyên mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Nó không những giúp hơi thở thơm tho, mặt khác đánh bật cao răng cứng đầu và trả lại hàm răng trắng bóng tự nhiên. Lưu ý nhỏ nhỏ: để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên thực hiện liên tục. Ngoài ra, cũng cần hạn chế sử dụng những loại thực phẩm có chứa các chất kích thích độc hại như rượu, bia, thuốc lá hay những nguyên liệu tối màu. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người có được hàm răng trắng bóng mà không cần tới nha sĩ cho tốn kém. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị gai cọt sống,
thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cột sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo, mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay. Đau dọc sống lưng xuống hai chân, tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà. Vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin
làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gài cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết can khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gài cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hàn khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này. Bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xuân mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này, nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ, mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây, thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dài và dày của mái tóc bạc. 150ml nước dừa tươi, tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường. Một thìa canh mật ong, máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu: khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy. Lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép khế nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khế rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng: bước 1. Làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4.
Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa, hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.